lại với cửa sổ làm việc quen thuộc của chúng ta, phím tắt đầu tiên mà bạn nên biết đó chính là phím Ctrl N, mở một cửa sổ làm việc hoàn toàn mới. Và bạn chọn kích thước cho cửa sổ làm việc đó. Ở đây tôi đã định dạng sẵn kích thước là 1920 và 1080 pixel. Ấn OK. Bạn mở một cửa sổ làm việc hoàn toàn mới. Phím tắt tiếp theo là Ctrl O, tức là bạn sẽ mở một file mới hoặc một ảnh mới lên. Tôi lấy ví dụ chọn file này. Subscribe để xem thêm hướng dẫn. Phím tắt tiếp theo là phím V, là phím để chọn công cụ di chuyển. Bấm phím V bạn sẽ di chuyển được một layer xung quanh khu vực làm việc của chúng ta tùy ý. Ở đây tôi đang có hai layer trong màn hình làm việc, tôi sẽ đặt tên là hình chữ nhật 1. Và hình chữ nhật 2. Phím tắt tiếp theo là phím sao chép layer, Ctrl Z. Đầu tiên bạn chọn hình chữ nhật 1 và bạn ấn Ctrl Z, bạn sẽ tạo ra được một layer là bản sao của hình chữ nhật 1. Nó sẽ hiện lên trên khu vực layer là hình chữ nhật 1 copy, được hai layer giống hệt nhau. Phím tắt tiếp theo là công cụ text, bạn sẽ bấm T và gõ một text bất kỳ. Phím tiếp theo là phím B để bạn chọn công cụ vẽ. Brush Tool ở đây, bạn bấm phím B. Tiếp theo là phím E là công cụ tẩy. Phím tiếp theo, phím G là công cụ đổ màu. Nếu bạn vô tình làm hỏng một bước nào đó thì bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl Alt Z để quay trở lại bước trước đó. Một phím tắt nữa rất thông dụng đó là phím thay đổi kích thước của vật thể hoặc của text, đó là Ctrl T. Bạn bấm Ctrl T và bạn co kéo tùy ý kích thước của vật thể. Phím tắt này cũng dùng để xoay vật thể nếu bạn muốn. Lưu ý khi kéo giãn kích thước vật thể, để giữ nguyên tỷ lệ chiều dài và chiều rộng thì bạn cần giữ chặt phím Shift khi co kéo. Kéo xong thì ấn Enter để thay đổi kích thước. Để lưu file Photoshop, bạn sẽ ấn Ctrl S và sau đó lưu vào một khu vực làm việc nào đó trong máy tính của mình. Tôi lấy ví dụ phím tắt, lưu vào đây. Để xuất ra file dưới dạng ảnh, bạn ấn Ctrl Shift và S và chọn định dạng ảnh của mình, ví dụ chọn JPEG. Save. Đó là những phím tắt thông dụng nhất trong Photoshop mà tôi vừa giới thiệu cho bạn. Và để thành thạo thì bạn cần dùng đi dùng lại, vọc đi vọc lại rất nhiều lần thì bạn sẽ thành thạo được tất cả những phím tắt này, và chúc bạn sẽ thành thạo được chúng.